Xin chào anh em nhé, chào mừng anh em trở lại với kênh Crypto Channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm cái video để hướng dẫn anh em cách mua cái idol, cái đồng pound của cái sàn AchangeSwap. Thì hiện tại trong vòng khoảng 2 giờ nữa nó sẽ bán, tức là những người nằm trong danh sách trắng nó sẽ bán trong vòng 2 giờ. Và sau đó nó sẽ bán trong vòng public, tức là vòng cộng đồng ấy. Đúng không ạ? Thì hiện tại cái danh sách trắng ấy chỉ có khoảng 2.000 người thôi. Đó. Thì những cái danh sách mà anh em đã trúng danh sách trắng thì họ đã gửi cái thông báo rồi, cho nên mình sẽ không nói nữa. Tuy nhiên sau cái vòng này thì sẽ là vòng cộng đồng và anh em có thể mua được nhá. Đấy. Cái link idol thì mình sẽ để ở mô tả của video ấy, anh em có thể vào đấy lấy ha. Ở trên điện thoại ấy thì anh em sẽ copy cái link này vào trong cái mục trình duyệt của cái ví MetaMask, đúng không? Còn ở trên điện thoại trên máy tính thì anh em copy dán vào cái trình duyệt Chrome ấy hoặc cốc, xong đó anh em connect này. Connect wallet xong rồi xong đó anh em nhấp tiếp tục tiếp theo rồi kết nối. Đúng không ạ? Bây giờ anh em sẽ nhấp vào cái chữ contributor này. Đó. Như vậy anh em sẽ chưa có cái đồng VKCore nhé. Vậy thì anh em phải chuyển sang cái, anh em phải swap từ cái đồng Core sang đồng VKCore. Đó. Rồi vào cái mục trade nhé. Xong đó anh em phải swap sang từ Core này. Đó, sang cái VKCore nhé, đây. Sang VKCore này. Yêu cầu connect ví thì chúng ta lại connect ví tiếp. Kết nối này. Rồi bấm mark cho mình nhé. Thôi mua chẵn thôi. Để làm phí. 197 ha. Swap. Rồi. Xác nhận. Rồi ok rồi đó. Đúng không ạ? Vậy bây giờ chúng ta sẽ quay về cái idol nhé. Khi chúng ta đã swap sang cái VKCore ấy thì anh em nhấp vào cho mình cái contributor này. Xong nó nhấp vào mark này. Đúng không ạ? Xong nó approve này. Nhớ là để một ít phí trong ví nhé. Xác nhận này. Nó nhấp vào confirm này. Rồi chúng ta xác nhận thêm một lần nữa này. Như vậy là ok nhé. Tỷ lệ là này nó vẫn bán tràn nhé. Thế nên là sau khi nó bán idol xong ấy, ngày mai ấy, anh em vào có thể cả làm được về nhé. Còn dư cái số co thì nó sẽ trả về và chúng ta sẽ nhận được cái số bao. Đó thì chờ cái kết quả cuối cùng nhé. Khi mà chúng ta mua vào danh sách trắng thì có nhiều lợi thế hơn, tức là chúng ta sẽ có thể mua được số lượng token nhiều hơn này. Đó, hoặc là một số dự án thì sẽ có cái token rẻ hơn so với cái mua public và sau đó nó list sàn thì anh em cũng có thể nhân 2 nhân 3 gì đó, đúng không ạ? Tùy vào mỗi dự án. Và anh em phải cân nhắc cái việc mình đầu tư nhé. Đó, mình không có đưa ra lời khuyên đầu tư, đúng không ạ? Và hiện tại thì ví dụ như là cái con cái dự án cái Flame Finance này này. Đó, nó cũng đang có cái chương trình danh sách trắng để mua IFO của nó ha. Đấy. Hiện tại thì có 7.000 người theo dõi thôi. Và trên cái Telegram của họ thì khoảng 3.700 ha. Đấy. Và họ cũng đang làm cái chương trình ở trên cái crew ấy. Tức là anh em tham gia cái crew này để làm nhiệm vụ nhá. Để làm nhiệm vụ để nhận cái danh sách trắng. Đó. Đấy. Thì mình sẽ để cái link. Cái link của cái crew này ở dưới mô tả của video đấy. Anh em thích thì có thể tham gia nhé. Đó.
Và sau đó anh em muốn sử dụng sau đó anh em muốn mời người khác thì anh em nhấp vào cái invite friend này nhá. Đó, đúng không ạ? Rồi video của mình đến đây kết thúc. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Nếu thấy video có ích thì có thể chia sẻ cho những người biết và cho nó một like. Và để ủng hộ kênh của mình thì nhấp vào chuông rồi đăng ký kênh để nhận các cái video mới nhất. Tạm biệt anh em.